Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về một cô gái trẻ buông cả hai tay khi điều khiển xe máy tại tuyến đường trước công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm. Hình ảnh cho thấy, cô gái điều khiển xe chở theo một người phía sau. Dù chiếc xe đang chạy trên đường, cô gái vẫn buông cả hai tay để thực hiện động tác múa quạt. Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên là DTH, 23 tuổi, trú tại Nghệ An. H thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an quận Bắc Từ Liêm lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với H về các lỗi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, với tổng mức phạt là 8,8 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.